cho nên cũng không ai có thể nói rằng là gót hài khai hoa thì có lẽ ông chẳng có ai nghĩ đến những gót hài mà lại khai hoa được, đi mà lại thành hoa được thì không có. Dáng ông mà thơm hương thì thơm lừng cả lên đi, có người nào lại có nước hoa đến thơm đến thế không? Đó là con người mà cứ mơ mộng như thế, thành ra cũng không phải là người thật, nó hư cả. Cũng như năm buổi sáng không có chữ sự thật, thì cái cuối cùng anh ấy nhớ là bài thứ năm của tôi là ngủ với người đàn bà mà chưa ngủ, mà lại tả một cái phút ngủ một cách hết sức là sách mà không ngủ. Thì cái đó thì hôm nay thì nói vậy thì hơi có vẻ khoe khoang quá, nhưng mà sự thực ra là thì nếu tôi không có người yêu thì tôi không sáng tác được, không có bài hát nào về tình yêu của tôi mà không có hình ảnh của một người đàn bà nào đó. Tim vàng còn giấy lát, hơi run còn thơm ngát, dương gian còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhà ta. Bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quên luyến, với bao nhiêu điểm xao xuyến đời vắng xa. Ôi một lần được nấu đi bên đời chẳng lâu, trong trong mùa xuân heo coi hai biết bao niềm răng meo xèo nhân thế chưa phai lòng say mê. Với đôi ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi. Ôi ơn đời trái vơi, nhớ khi thân trò nỗi gối. 300 ngày trong gói, ngóng trông ra đời góp môi chung. Trong bóng gối
dâng cây đàn bơ vơ, dâng hết bao ân tình xưa. Còn vẫn vương trong chiều tà. Thank you.
xưa này bà xưa. Suốt đời làm chiếc
Chưa hết
Xong một việc thì rồi lại thấy không còn gì để làm nữa thì lúc ấy cô đơn lắm. Mà muốn để chùm lấp sự cô đơn ấy thì làm việc là người chính. Cho nên những cái ngày như vậy, nhưng hiện nay tôi cứ phải ngồi một mình lắng đọng lại và thì thấy mình thiếu mọi người, thiếu ngay cái bản thân mình, chung quanh mình. Đều thấy nó vắng lặng. Sự vắng ấy thì bù đắp nó thì phải bằng nghệ thuật. Người nghệ sĩ là nghiệp dĩ là cô đơn rồi. Chỉ có cô đơn thì mình mới sống được với cái tác phẩm của mình. Nên mình làm việc mà lại còn nhớ đến cái chuyện chung quanh, chuyện người ta yêu, người ta ghét mình hay là cái chuyện gì đấy thì không bao giờ mình sáng tác được. Khi tôi cũng giống như Văn Cao, khi sáng tác thì chỉ nghĩ tới tác phẩm của mình thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giọt mưa vỡ trên mặt em. Thả là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến. Những giọt run run ướt ngọn lòng mang, những giọt run run ướt ngọn lòng mang, khiến người trăm năm đau khổ ăn năm, khiến người tên duyên đau khổ. Có em đời còn dễ thương, em thấy thu má đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều trắng. Không xa nên phố tình thần, đi dặm vốn đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bông bông buồn. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắm trên đồn biên giới. Yeah.
tôi là cái người luôn luôn thất bại về tình yêu. Cái thất bại này là bởi vì tôi là cái người không giỏi về cách tôi giao lưu với lại những người đàn bà, mà lại đối với những người đẹp thì tôi lại càng bối rối, cho nên không bao giờ tôi nói được với người ta, thì tôi bèn nói trong thơ thôi. Tôi không biết Lan Cao ra sao, chứ còn tôi thì tôi được cái là vấn đề tôi ngay thẳng lắm. Tôi gặp người đẹp mà người phụ nữ mà tôi muốn yêu thì tôi không có nói viển vông vòng vo tam quốc làm gì cả, nói thẳng ngay. Như tôi đã nói với anh về cái chuyện Biến Xuân ấy, thì cũng là những người đàn bà hình như là mộng tưởng, mà những cái mộng tưởng ấy đôi khi đẹp hơn những cái người mình gặp. Thú thực rằng là tôi gặp cũng phải không ít người đẹp, nhưng mà những người đẹp thì tôi không dám gần, do đấy thì tôi lại đưa vào hoặc là những khuôn mặt ấy ở trong tranh của tôi hoặc là ở trong thơ của tôi. Thế cậu quên rằng là khi mà cậu làm cái bài Biến Xuân đó thì đâu có phải là cậu mơ mộng có người yêu thật sự là cô anh đấy. Cho nên trong cái bài hát đó mình có câu là chim oanh, chim ríu rít ca đó là chim oanh đấy. Lan Cao vừa mới nói là người không bao giờ thành công trong tình yêu cả, thì Moa cũng vậy thôi. Thì tình yêu thì cũng có cái tình được mà cũng có những cái cuộc tình thua, cuộc đời rất là như vậy. Tình yêu lấp đầy.
Và sau đây tôi xin được cùng hát bài kế tiếp với bốn nhạc sĩ đã hòa âm và phối khí cho đêm nhạc cung đàn xưa tối hôm nay. Và đầu tiên, mời quý vị vỗ tay thật lớn cho nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Sau cùng, quý vị vỗ tay thật lớn cho nhạc sĩ Hoài Sa. Mùa thu đã chết rồi.
đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết, đã chết rồi em nhớ cho, em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Best friends. Từ nãy đến giờ chúng ta gặp nhau là cũng là cái chuyện giả tưởng thôi. Chúng ta cũng có dăm bảy những cái điều tâm sự. Cái quan trọng là cái tác phẩm của chúng ta để lại. Dù rằng nay mai tôi cũng đã đi theo ông đi xuống dưới đi thăm Diêm Vương thôi. Nhưng mà tác phẩm chúng ta sẽ còn, chắc chắn sẽ còn tồn tại, tối thiểu cũng được 3 bài, nó còn để lại cho được đến đời sau, đời sau, đời sau nữa. Sóng ra Thái Bình, nhìn chung dương hát.
Trẻ quê